Như vậy là trọng tài Nguyễn Ngọc Châu đã cho trận đấu được bắt đầu. Hiệp thi đấu đầu tiên, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Còn các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái. Rất cẩn trọng trước một đối thủ khó lường như là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Claudia, rất nguy hiểm, không có tình huống phạm lỗi. Chúng ta có thể thấy Diakite dù có thể hình vượt trội nhưng anh đã gặp vất vả như thế nào, trong khi theo kèm Claudia. Sơn Ngọc Đức đã để mất bóng. Phi Sơn và Lý Nguyễn. Phi Sơn đã vượt qua hai cầu thủ, rất hay. Thoát pressing và sau đó thoát đi rất nhanh, nhưng đường căng ngang vào phía trong lại hơi nhẹ của Phi Sơn. Lý Nguyễn, những pha chạm bóng rất mềm mại của cầu thủ mã số 24. Lý Nguyễn đã bị phạm lỗi, một pha keo áo, trọng tài cho các cầu thủ đội chủ nhà được phép loại thế. Daro Junior, bóng không thể đến vị trí của Giang Paulo, vẫn là Daro Junior, rất quyết liệt. Những pha chơi bóng lăn xả của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, vừa rồi Văn Vĩ đã có một pha xoạc bóng rất kịp thời. Lý Nguyễn đang bị đau, thể lực là điều mà huấn luyện viên Alexander Poking cùng các cổ động viên của Thành phố Hồ Chí Minh lo ngại dành cho Lý Nguyễn. Lý Nguyễn đã va đầu gối với Kelly. Bầu Đức ngày hôm nay cũng có mặt trên khán đài để theo dõi Lý Nguyễn thi đấu. Năm 2000 Claudosia, không có lỗi việt vị, Giang Trần Quách Tân, rất kỹ thuật Giang Trần Quách Tân. Cú vào, quá đáng tiếc. Cơ hội đáng chú ý đầu tiên đã thuộc về Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Một động tác giả tuyệt vời theo kiểu Ronaldo của Giang Trần Quách Tân. Và Tuấn Hải đã đưa bóng đi chung cột dọc. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một pha bóng mà Giang Trần Quách Tân đã khiến cho Đình Cương phải lỡ đà. Rất năn nót và kỹ càng nhưng bóng đã đi chung cột dọc. Một pha kiến tạo tuyệt vời của Giang Trần Quách Tân. Rất đáng tiếc. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn đang có một thế trận tốt trước một đối thủ rất mạnh là Thành phố Hồ Chí Minh. Họ cũng là đội bóng sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay với pha dứt điểm của Tuấn Hải. Rất nhịp nhàng, không có lỗi việt vị, Giang Trần Quách Tân dứt điểm. Cơ vào Tuấn Hải và đi bóng hơi dài. Lần này Giang Trần Quách Tân đã đưa ra một quyết định quyết đoán hơn, nhưng anh đã không thể đánh bại được Thanh Thắng. Daro Junior, trận đấu đang diễn ra hết sức hấp dẫn ở hai đầu cầu môn. Lỗi của Kelly, một chiếc thẻ vàng dành cho Kelly. Một pha phạm lỗi cần thiết. Quan trọng là điểm phạm lỗi ở rất xa khung thành của Dương Quang Tuấn. Daro Junior ngã rất nhanh. Một tác động không đủ lớn, nhưng cầu thủ mã số 99 ngay lập tức ngã ra. Thẻ vàng dành cho Kelly. Đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Minh Đức đang có những phút thi đấu rất hay trên sân Thống Nhất. Phòng ngự số đông bên phần sân nhà và sẵn sàng tung ra những đợt phản công chớp nhoáng. Rất căng và đá phạt của Giang Paulo. Trong trận đấu với SAB Đà Nẵng thì Giang Paulo cũng đã có một pha xuất phạt từ cự ly rất xa với lực đi rất tốt. Thanh Bình, văn công rất bình tĩnh. Những pha tranh chấp rất mạnh mẽ của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Daro Junior, Tùng Quốc, Giang Paulo, Lý Nguyễn, Daro Junior chống chạy.
Quá đáng tiếc, không phải là một pha đưa bóng vào. Cơ hội. Những pha bóng lung túng của hàng phòng ngự Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, cần phải pha bóng lên ngay. Các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh pressing rất nhanh. Cần thiết phải là một pha bóng một chạm để hóa giải sức ép nghẹt thở của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Gia Paulo đang chơi rất xông xáo trên hàng công của đội chủ nhà. Phi Sơn đang bị đau. Akinadi đã vào sân. Có vẻ như Phi Sơn đã gặp phải một chấn thương. Quá đáng tiếc, Akinadi đã vào sân để thay thế cho đội trưởng Trần Phi Sơn. Một mất mát cực lớn của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khi mà trận đấu mới trôi qua được hơn 20 phút mà thôi. Phi Sơn đã bị đau. Phi Sơn đang tỏ ra rất buồn bã và thất vọng. Anh đã không thể tiếp tục trận đấu này. Rất đáng tiếc dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Giang Trần Quách Tân rất bình tĩnh. Kelly không có lỗi việt vị của Akinade. Coi Clausia cơ vào. Quá đáng tiếc, một cơ hội 10-10 tiếp tục bị Clausia bỏ lỡ. Một pha bóng đối mặt nhưng Clausia đã không thể đánh bại được Thanh Thắng. Pha bỏ bóng rất khôn ngoan của Trung Học và Akinade không rời vào tư thế việt vị. Một pha dứt điểm quá lành của Clausia. Bóng vẫn còn ở rất gần đối với thủ thành Thanh Thắng. Thêm một cơ hội nữa vừa bị các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bỏ lỡ. Thẻ đỏ dành cho Kelly, thẻ vàng thứ hai với lỗi phản ứng của cầu thủ này. Một pha xử lý rất quyết đoán của trọng tài Ngọc Châu. Quá đáng tiếc, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có một thế trận tốt. Đây có lẽ sẽ là bước ngoặt của trận đấu ngày hôm nay. Kelly phàn nàn anh đã bị phạm lỗi trong tình huống trước đó. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Kelly đã bị ngã trong cục 16m50 sau khi mà Diakite theo kèm anh. Trọng tài Ngọc Châu đã không ngần ngại rút chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho Kelly. Và bây giờ thì huấn luyện viên Phạm Minh Đức sẽ gặp phải khó khăn rất lớn. Họ còn cả một khoảng thời gian hiệp 2 trước mắt nữa. Gia Paulo. Đá rô du nhỏ. Dứt điểm chân trái. Không vào. Dường như đó là một đường căng ngang vào phía trong. Giang Trần Quách Tân. Bóng đi hơi cao. Quá đáng tiếc. Không có nhiều những cơ hội dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong khoảng thời gian của hiệp 2. Chắc chắn là như vậy. Vẫn đang là các cầu thủ khách. Huy Toàn rất nguy hiểm, tỷ số được mở dành cho Thành phố Hồ Chí Minh. Pha tỏa sáng của Võ Huy Toàn. Cần phải có những tình huống dứt điểm quyết đoán như thế này. Và Huy Toàn là mẫu cầu thủ như vậy. Một pha bắt volley rất nhanh bằng chân trái, bóng đi căng. Và Dương Quang Tuấn đã bị đánh bại. Bàn thắng đến với Thành phố Hồ Chí Minh đến từ sự tỏa sáng của một cá nhân. Chứ đó không phải là một lối chơi tập thể. Nhưng dẫu sao thì đội chủ nhà sau rất nhiều cố gắng cũng đã vươn lên dẫn trước. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha vào bóng của Tuấn Hải, bóng đến chân của Võ Huy Toàn, đưa một nhịp sang Trần Thuận và tung ra một cú dứt điểm rất căng. Bóng xuyên qua một rừng các cầu thủ áo vàng. Có lẽ Dương Quang Tuấn đã bị che mắt trong tình huống này. Một pha dứt điểm rất khó, nhưng đó là một pha dứt điểm quen thuộc và rất đẳng cấp của Võ Huy Toàn.
và huấn luyện viên Alexandre Poquin đã có thời gian giải tỏa sức ép của mình. Huy Toàn chính là cầu thủ được ông tung vào sân ở phút đầu hiệp 2.